Thưa quý vị, hôm nay là chương trình chính cùng với các anh em trong các gia thế hệ cùng với mẹ Lê Thủy nè, rồi cô nghệ sĩ Kim Cương, cô Ngọc Nữ đến khai trương cho các nhà hàng bán đồ ăn sáng và đồ ăn trưa tại 60 Võ Văn Tần, số 60 Võ Văn Tần đúng không Nghĩa, quận 3. Dạ đúng rồi. Và ở đây có nhiều cái món, hôm nay là ngày khai trương, có nhiều cái món chúng ta có thể ăn sáng, giống như là bún cá Kiên Giang nè, bún bò với cái dán làm mềm là 50.000, bánh ướt là 40.000, rồi ốp la cá hộp là 40.000. Đây ốp la cá hộp mình chỉ đang ngồi đây là rồi quý vị có thể buổi sáng thì ở đây uống cà phê đen, cà phê đá, nước ép cốc với trái cây với giá là 25.000 cho tới 30.000, giá rất là mềm nha quý vị. Còn buổi trưa thì thôi thực đơn nhiều lắm, để có thể quay lướt qua cái thực đơn cho mọi người thấy cái menu buổi ăn trưa này. Thì quý vị nào mà ở coi như là vòng vòng đây mà muốn sáng đó, thì ra ủng hộ cho nhà mà hiện tại số 60 Võ Văn Tần nha quý vị. Đây bánh mì ốp la chả và cá mòi, giá là 40.000 nha quý vị. Đây là bún cá Kiên Giang. Chị em bún bò Huế hả? Em chưa kêu. Đây là đồ chai phải không? Đồ chai. Bữa nào á Chiến. Dạ. Con qua bển cô đãi trong bữa là gà có vịt cái gì đủ thứ rồi đó. Có con nó đi bắt con quá trời. Đang chưa. Đây là bún bò hả cô? Bún bò Huế, bún bò Huế. Cái này là ăn bún bò. Cô nữ với cô xin chào cả nhà. Rồi, Ngọc Anh cười lên nè. Chúng ta ăn sáng xong thì chúng ta cũng có thể kêu một phần bánh đúc nho nhỏ này nè quý vị. Bánh đúc này là của chị Nenita đây, của chị Nenita. Hôm nay mình hân hạnh được mời chị Nenita đi ở trên núi, mới vừa xuống núi để đến khai trương quán. Chị Nenita có thể ăn bánh đúc cho miếng xíu ý kiến đi chị ta. Sao giống em có phần hùng quá. Món của tuổi thơ đúng không? Nhỏ là mẹ cho ăn. Cái này mà có thêm nước dừa ngon chị ha. Phải chút xíu nước dừa nữa ha. Đúng rồi. Quý vị thấy là chị Nenita lúc này nhan sắc rất là đẹp đúng không? Đó, ốm xuống mấy ký rồi nè. Đó.
được không chị? Như ở trong bánh thì có nước dừa rồi. À, ở trong bánh có nước dừa rồi. Một chút nữa em thử. Cài bỏ lên, bỏ vô. Để chị ta cách thức làm ngon lành. Mặt mọc nhưng mà rất xinh đẹp nha. Xoài băm, nhiều món lắm nha quý vị.